Đây là hoa thạch thảo này. Thạch thảo tím á, thạch thảo hồng á. Cây giống cái hoa thạch thảo này, bông hoa thạch thảo này. Cây về trồng rồi cho ra hoa ngay. Đang cái chùm nụ rất là nhiều này. Đây chùm nụ. Cây này là bật nụ luôn này. Bật nụ bật hoa này đấy. Về trồng cây cho ra hoa luôn. Cây này là cây thân thạch thảo, cây thân thảo sống lâu năm. Giống cây này rất là bền, rất là khỏe. Đây là cây giống cây cúc thân gỗ này các bạn này. Đây là cây giống này. Đó, cây giống này. Cúc thân gỗ, hoa cúc thân gỗ. Giống cúc thân gỗ này phát triển rất là khỏe. Đó, thất nghi phù hợp với cả khí hậu nóng, khí hậu lạnh đều trồng được các bạn nhé. Rất là khỏe. Đây cây giống. Về trồng sau khoảng một tháng thì tôi có thể cho ra hoa. Đây, như cây này thì cho ra hoa ngay rồi này. Như những cây này là về trồng thì cây có thể cho ra hoa ngay. Đây là cây hoa ngũ sắc tím. Rất là đẹp. Hoa ngũ sắc tím. Đây là hoa đấy này. Hoa 10 giờ này. Đây hoa 10 giờ giống bông to. Giống mới. 10 giờ ngoại, 10 giờ Mỹ. Bông rất là to. Đây là nụ, đây là nụ. Đây là quay vào buổi tối chiều cho nên là nó chưa nở, xòe ra bông rất là to. Là nụ. Đây có nhiều màu. Chậu hoa 10 giờ rất là đẹp. Các bạn thấy. Đây là hoa ngũ sắc tím này.
Đây là cái hoa nồng đèn này, nồng đèn hoa đăng đấy, nồng đèn này, nồng đèn tím rất là đẹp. Đây là cây hoa mai săn, cây leo giàn, cây hoa mai săn các bạn nhé, cây giống.